Bây giờ cô Bình với cô suy nghĩ xem là mình sẽ vẽ cái gì để tặng ba mẹ nha. Cô Bình biết vẽ gì rồi? Cá mập. Cá mập. Cô biết vẽ cá mập. Cá mập. Với lại sư tử. Với lại đại bàng. Cá mập, sư tử với lại đại bàng. Nhưng mà cô Bình biết vẽ ba mẹ không? Biết wow. Hả? Vậy một lát nữa mình sẽ vẽ cô Bình nè, với lại ba mẹ nè, đi xem sở thú. Đi sở thú có cá mập, sư tử, với lại đại bàng bay lên trời nữa. Cô Bình nhắm là cô Bình vẽ được không? Tặng hai bức tranh đi nha. Tặng một bức tranh cho ba mẹ, tặng một bức tranh cho ông. Hả? Nó biết nói chuyện hả? Ôi, chụp cho mình luôn. Con nghĩ là hả to hơn. To chứ. Hả? Ta thèm ăn thịt sư tử quá. Không biết ở đây có con sư tử nào không? Đâu? Sư tử đằng kia hả? Ok, ta sẽ đi lại con sư tử ra ăn thịt đây. Sư tử có hàm răng sắc bén. Sư tử có hàm răng sắc bén. Cái con khủng long này, cái con sư tử thì hàm răng ai sắc bén hơn ta? Con có biết khủng long ăn gì không? Cỏ màu xanh lá cây. Ăn cỏ màu xanh lá cây hả? Tại vì người ấy thích được nhìn cỏ. Cỏ sẽ ướt xuống. Bạn này hả hụt ra cắn cái cỏ nó rớt xuống hả? Ý con là vậy đúng không? Là tôi có nho đen hay nho xanh? Có em. Vâng. Nho xanh. Hoàng Năm lấy 6 giờ cam thì kịp mình ăn một suất cơm nữa. Nho đen. Nho đen cũng được hả? Cam. Ăn cam đúng rồi. Rồi ăn gì nữa nhỉ? Cá là con cũng không thích. Cái nào con cũng không thích hả? Cáo. Cáo của mình không thích. Cá của mình không thích hả? Cá của mình không thích là gì? Cháo. Cháo hả? Cháo. Cô mình không thích cháo. À, là cô cháu mình có sở thích giống nhau rồi. Yeah. Yeah. Có đấu biển không? Dĩ nhiên rồi, chắc chắn. Chắc chắn là mẹ Ni với ba ba bồ sẽ qua đấu biển. Cô nhận hứa. Cô nhận hứa. Dạ, chắc chắn. Bây giờ Bona đếm 1, 2, 3 đi. Cô Ni có một cái món quà bất ngờ cho Bona đó. 1, 2, 2 rồi tới 3, 3. Tình 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 tình. Bona rất là thích laptop đúng không? Trông vui như thế nào đâu? Vui dây lên đi. Trời ơi. Yeah. Con gái, ai dán vậy? Cô gì vậy con? Con Ni, còn đây là chú gì? Chú Bo, nhớ nha, nhớ giùm chú nè. Chú giống như ông già Noel nhớ, gặp chú là có đồ chơi. Chú Bo. Trời ơi. Ôi yêu quá à, con gái ơi. Tôi bắt về nhà tôi nuôi luôn được không? Bây giờ con về ở với con Ni luôn, con chịu không? Dạ. Ok nha, quyết định vậy đi. Về cái đi. Rồi ok. Mẹ chú Mỹ Nhân với ba Phí Ngọc Hân nhớ nha. Về nhà ở với cô Ni luôn rồi. Nha, ngày nào cô Ni cũng thắt bính cho hết, mỗi ngày một kiểu tóc. Mỗi ngày một cái váy công chúa. Chị ơi. Chị ơi. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà cùng yêu thương. Xa là gần nhau là châu lên ba. Châu lên mau. Cô thương châu. Thì cháu không khóc. Không khóc. Thì mẹ lên nương chào. Ông vào nhà yeah. Ông bà vui cái chào. La 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 la. Đón xem chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids, bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.